tạm đình chỉ điều tra hành vi loạn luân tại tỉnh Thất Bồng Lai. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An xác nhận, nội dung tố giác hành vi loạn luân đối với một số cá nhân ở tỉnh Thất Bồng Lai có tính chất phức tạp, thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có kết quả giám định nên đã tạm đình chỉ. Thông tin từ Công an Long An cho hay, hiện đang tạm đình chỉ xử lý nội dung tin tố giác các cá nhân đang sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai về hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đây, Công an tỉnh Long An đã nhận tin báo tố giác của một số người dân về các hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích cá nhân, loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các cá nhân tại tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa chuyển lên cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An điều tra 7 cá nhân của tỉnh Thất Bồng Lai về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích cá nhân. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã đưa ra xét xử 6 bị cáo về tội danh trên. Trong đó, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, bị cáo buộc vai trò cầm đầu, chủ mưu. 5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 đến 4 năm tù về cùng tội danh. Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An xác nhận, 2 nội dung tố giác còn lại có tính chất phức tạp. Thời hạn giải quyết đã hết nhưng chưa có kết quả giám định, nên cơ quan tố tụng đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Khi có kết quả giám định, cơ quan tố tụng sẽ xem xét sau. Cụ thể, nếu kết quả giám định phù hợp nội dung tố giác cùng với những chứng cứ khác, cơ quan tố tụng sẽ phục hồi điều tra. Nếu không có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội, thì cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm.